Năm chị đang bận, đang định mở rộng ra ấy, thì em cũng có đi tìm hiểu ấy, nhưng mà ở chỗ em con gái đi lấy chồng hết rồi. Lấy chồng Hàn Quốc ấy, thanh niên xã còn nên xã bảo là tại sao cho con gái đi lấy chồng hết rồi ấy. Lý do em ế là như thế. Rồi nay là thấy ngon rồi. Dạ em chào chị. Chào cưng. Dạ. Rồi bây giờ ở nhà thì lại phụ nữ thì tàn 19-20 bằng bé bé này, ra em hỏi tên thì tàn gọi chú. Vâng. Thế là không có, em ngại quá, nhiều lúc cũng bảo là bây giờ anh hỏi thế thì anh bị điên à ấy. Thơm thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại là quá khứ là em đã có 2 mối tình ạ. Mối tình gần nhất của em là cũng yêu nhau được 3 năm ạ. Lý do bọn em chia tay là không hợp nhau, tại vì bạn ấy cũng không có tính cầu tiến trong công việc. Cái thứ hai nữa là có một số tính cách mà hai đứa cảm giác là chưa tìm được điểm chung ạ. Em chia tay gần 1 năm rồi ạ. Bây giờ em mong muốn là cái người bạn đời của em sẽ như thế nào nè? Mong muốn của em thì nó cũng đơn giản lắm. Em tại vì tính em cũng thoải mái, nên bạn gái chỉ cần biết chung thủy, biết quan tâm gia đình là được ạ. Ngoại hình thì nhìn nét hiền hiền một tí. Hiền tí đúng không? Dạ. Đứng qua coi bên kia hiền có nào. Phải không? Dạ, em chào anh. Chào em, xinh đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thơm hả? Dạ, em tên Thơm. Hương Thơm á anh. Hương Thơm dễ thương ha. Dạ. Hương Thơm muốn một người yêu lý tưởng thế nào Hương Thơm? Em thì cũng không có yêu cầu gì cao cả, tại vì những yêu cầu mà trước đây em đặt ra thì hoàn toàn là trái ngược lại với những hai cái người trước em yêu rồi. Nên là em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Ninh và chị Hồng Vân ạ. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Cù Hy Dầu. Năm nay 32 tuổi, quê em ở Hải Phòng ạ. Dầu làm gì dầu? Dạ thì em bây giờ hiện tại đang làm quản lý máy móc cho chị gái ạ. Làm về bên tiền vàng ấy ạ. Tiền vàng vàng mã đấy ạ. Ở Hải Phòng luôn? Dạ vâng ạ. Tức là từ Hải Phòng vào đây tham gia chương trình luôn? Dạ vâng ạ. Rồi. Còn em giới thiệu nào? Em tên là Lê Thị Thơm, hiện tại em 27 tuổi. Và hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam ạ. Bạn là tên Dầu, bạn kia tên Thơm. Dầu Thơm. Nhưng mà Thơm làm ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ngay quận 7 ạ. Quê Thơm là đâu Thơm? Quê em ở Thanh Hóa ạ. Ôi thế là cũng được rồi. Bao lâu em về Thanh Hóa một lần? Tùy anh Quyền Linh ạ. Một năm em về một lần. Có khi thì nếu mà có thời gian thì em sẽ một năm sắp xếp về 2-3 lần ạ. Vậy là hai kỳ này về Thanh Hóa xong ghé Hải Phòng ha. Dạ, Hải Phòng. Em không ngại sai, chỉ cần lý do thôi. Đó, thấy chưa? Dầu Thơm không thể dầu. Rồi, điểm yếu, điểm mạnh của Dầu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em biết nấu ăn ạ. Chăm chỉ trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, hay ngủ quên. Còn em? Sao nè? Em không có điểm mạnh gì nhiều, nhưng mà cái gì thì em cũng có thể làm được. Nấu ăn thì em cũng biết một chút. Còn điểm yếu của em thì em cũng giống như bạn bên kia là hay quên á. Tài khoản ngân hàng rồi là mật khẩu Facebook, Zalo gì đó là em cũng không nhớ luôn. Những cái tài khoản đó em chỉ dùng một mật khẩu duy nhất thôi. Có gì mà quên á, là chỉ nhớ một cái đó thôi á. Không rồi, sao. Bây giờ em tài khoản giao cho Dầu nhớ bên đây được rồi. Tôi với ông Canh á, hai bạn này mà lấy nhau á, tụi mình mượn tiền tụi nó đi. Rồi nó không nhớ tôi á, ông mượn nữa. Chút nhớ nói tài khoản cho anh biết chứ nha. Dầu có bao nhiêu mối tình rồi? Thì em có một mối tình ạ, thì được 7 năm. Trời ơi thì quen tới 7 năm nặng. Bọn em chia tay cũng được 3-4 năm ạ. Lý do sao Dầu? Tại thì lúc bọn em quen nhau thì em vẫn đang ở bên công tác bên nước ngoài ạ. Em ở đâu? Em ở bên Hàn Quốc. Dạ em đi Hàn Quốc từ năm 17 tuổi. Thì em mới về trong Tết năm 2019 ạ. Đi hợp tác lao động bên đó hả? Dạ vâng ạ. Em 14 năm ạ. Em nói tiếng Hàn giỏi không vậy? Dạ em cũng biết chút chút ạ. Annyeonghaseyo. 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 Manasubakasumida. Kasumida. Rồi cái cô bạn gái đó lấy có gia đình chưa? Dạ có rồi ạ. Bạn ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu Loan cũng mệt lắm ạ. Dầu Loan là thua rồi. Dầu Thơm mới là vô.
Rồi em nói như em đi Hàn Quốc về thì sao em lại không có người yêu? Em về đấy thì công việc của gia đình cũng bận nên em cố gắng làm sao là phụ giúp chị trong những cái năm chị đang bận, đang định mở rộng ra ấy, thì em cũng có đi tìm hiểu ấy, nhưng mà ở chỗ em con gái đi lấy chồng hết rồi. Lấy chồng Hàn Quốc ấy, thanh niên xã còn nên xã bảo là tại sao cho con gái đi lấy chồng hết rồi ấy, lý do em ế là như thế. Rồi nay là thấy ngon rồi. Dạ em chào chị. Chào cưng. Dạ. Rồi bây giờ ở nhà thì lại phụ nữ thì toàn 19-20 bằng bé bé này, ra em hỏi tên thì toàn gọi chú. Vâng, thế là không có, em ngại quá, nhiều lúc cũng bảo là bây giờ anh hỏi thế thì anh bị điên à ấy. Vâng. Thơm thì sao? Em có mấy mối tình rồi? À dạ, hiện tại là quá khứ là em đã có 2 mối tình ạ. Mối tình gần nhất của em là cũng yêu nhau được 3 năm ạ. Lý do bọn em chia tay là không hợp nhau, tại vì bạn ấy cũng không có tính cầu tiến trong công việc. Cái thứ hai nữa là có một số tính cách mà hai đứa cảm giác là chưa tìm được điểm chung ạ. À, em chia tay gần 1 năm rồi ạ. Bây giờ em mong muốn là cái người bạn đời của em sẽ như thế nào nè? Mong muốn của em thì nó cũng đơn giản lắm. Em tại vì tính em cũng thoải mái nên bạn gái chỉ cần biết chung thủy, biết quan tâm gia đình là được ạ. Ngoại hình thì nhìn nét hiền hiền một tí. Hiền tí đúng không? Dạ. Quan coi bên kia hiền cỡ nào. Phải không? Dạ, em chào anh. Chào em, xinh đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thơm hả? Dạ, em tên Thơm. Hương Thơm á anh. Hương Thơm dễ thương ha. Dạ. Hương Thơm muốn một người yêu lý tưởng thế nào Hương Thơm? Em thì cũng không có yêu cầu gì cao cả, tại vì những yêu cầu mà trước đây em đặt ra thì hoàn toàn là trái ngược lại với những hai cái người trước em yêu rồi. Nên là em nghĩ là em chỉ cần bạn ấy có tính cầu tiến, biết chăm sóc cho gia đình, bạn không hút thuốc. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ, nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Đấy, cái nó mới hay. Đấy, cái câu ấy mắt lòng mắt dạ em ơi. Vâng, vâng. Nhà chồng ở Hải Phòng. Em gái, em không thích điều gì đàn ông nè? Em không thích là bạn bạn trai là hút thuốc, tại vì em không ngửi được mùi thuốc ạ. Không có hút, không hút đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, không hút thuốc. Không hút thuốc. Thứ hai là không có tính tiến thủ trong công việc. Ta vậy ta đi nước ngoài ta làm ăn không, người ta chuẩn bị về lấy vợ rồi ta phụ bạn chị này làm là, cái bạn này là tiến thủ rồi, cái đó không lo rồi. Em không thích bạn trai mà như kiểu là nói nhiều quá. Em làm sai cái gì thì bạn chỉ cần nói một lần thôi là em tự hiểu, em tự sửa sai cái điều đó. Bạn mà cứ nói nhiều quá em nhức đầu lắm. Không có la rầy em quá nhiều đúng không? Dạ. Rồi. Giàu đi với ai giàu? Dạ em hôm nay em đi với mẹ với lại hai chị gái ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Ninh và chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của cháu Giàu. Bạn gái này cũng xinh, đẹp, nghe cũng hiền lành, phúc hậu. Giàu ơi, còn cố đi. Mẹ muốn hai con cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân. Thì càng nhanh càng tốt. Mẹ cũng phấn khởi. Bây giờ cảm ơn chị gái cái nè. Hỏi coi chị gái có bố trí công việc sẵn chưa? Bố trí cho em nó một công việc ngay và liền. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là chị gái của Dầu. Nếu mà chị nhìn thấy em cũng mến, xinh đẹp thì là chị cũng mong cho hai em cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Còn về công việc thì em cứ yên tâm. Thì công việc của nhà chị thì làm chị không có sức. Việc nhiều. Và em xin hết. Rồi. Về đếm tiền thôi em. Cứ đếm tiền ha. Rồi Thơm đi với ai nè? Hiện tại là em đi với lớp tập yoga của em ạ. Bên kia là thầy của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thầy thì thấy em trai bên này là nói chung là có rất là nhiều ưu điểm. Thầy mong rằng là các em sẽ tìm hiểu về sau này nữa. Coi như là chúng ta sẽ đồng ý bấm nút. Giống thầy, thầy hy vọng là vậy. Rồi cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mở rào cho Dầu Thơm lan tỏa. Mở rào. Trăm năm trước ta không hề gặp. Hôm nay đây ta đã gặp lại nhau. Tặng hoa đi. Đứng lên trao quà, đơ trao ơ đồ. Hôm nay anh còn bỏ hoa tặng em. Thì bó hoa này không được đẹp lắm thì anh mong là em sẽ là bó hoa đẹp nhất. Dạ em cũng có món quà để tặng anh á. Anh
đoán thử xem cái này bên trong là cái gì. Cái này anh thấy giống cái chai đựng nước. Không, anh đoán sai rồi, anh mở đi. Gì mà hồi hộp vậy? Đừng nói tặng dầu thơm nha. Táo Linh ơi. Hả? Táo. Anh biết lý do làm sao em tặng anh táo không? Có nghĩa là em như mấy quả táo này đấy. Kiểu là ở trong này á, người ta gọi táo gọi là bom. Em đang đợi anh rước em về á. Như bom nổ chậm anh. Ừ, anh cảm ơn em nhé. Táo chín rồi đó, em hái đi. À. Em là con gái, em nói trước đi. À, em thì hiện tại đang làm ở quận 7 mà. Công việc của em thì cũng ổn định ở đó. Anh có, nếu mà anh yêu em á, ở ngoài đó thì anh có vô thăm em không? Anh cứ đi thì anh mà nhớ em là anh sẽ thăm em thường xuyên. Dạ. Thì à, nói chung là công việc thì đã xác định hôm nay thì anh gặp em ở đây. Dạ. Thì anh cũng xác định là đến với nhau hết cả cuộc đời cơ. Dạ. Thì cái việc thăm em thì rất là dễ với anh. Em cũng không có giỏi lắm về giao tiếp, hoặc là em cũng không có giỏi lắm về việc nhà không? Thì anh có đồng ý với cái việc nhà thì anh cái việc nhà thì anh làm được. Yeah. Bất kể việc gì trong nhà là anh làm được. Nói chung là yeah, những lúc anh mệt ốm đau mà em biết chia sẻ là như nào thì cái đấy là ở giữa hai đứa mình là vợ chồng với nhau. Em hỏi Thơm nè, khi mà mở rào ra, cái cảm xúc đầu tiên khi mà em gặp anh là như thế nào? À, cảm xúc của em thì em thấy anh rất là hiền, y như là mấy hôm nay em tưởng tượng vậy đó. Tại vì mấy hôm nay trước khi đi này em hồi hộp dữ lắm. Em cũng tưởng tượng, mường tượng ra. Nói chung là mình cũng đã có một cái duyên trước đấy rồi. Thì em cảm giác là định mệnh rồi đó. Anh cũng vậy. Với lại là cái địa lý nè, phải tính cái vụ mà địa lý bây giờ dễ rồi. Em ra hay là anh vô. Chắc đó, em ra nó dễ hơn. Em không hơn ngại, miễn là anh ấy mà lo được cho em, anh có thể mời em về làm kế toán. Tại vì em cũng đã học kế toán rồi. Anh em không làm gì giỏi, nhưng mà đếm tiền thì em giỏi lắm anh. Cái vấn đề này thì lúc nào mà em làm vợ anh, dạ, thì hai đứa mình sẽ bàn bạc tiếp. Mình mà tiến tới hôn nhân ấy thì dạ, như em thì sinh mấy đứa thì là phù hợp em nhất. Chỉ thích là hai đứa thôi. À, tại vì nếu mà nhiều quá thì mình không đủ khả năng mình chăm lo cho con của mình có cuộc sống tốt. Thì nếu mà ít quá một đứa thì nó buồn, nên là em nghĩ là hai đứa là hợp lý. Rồi bây giờ mình tiến tới đi Dầu. Dạ. Nắm tay Thơm, nhìn mặt thẳng vào mắt Thơm và hát một bài hát nào đấy. Anh được nắm tay em. Không biết cái dầu thơm này hiệu gì đây rồi ạ. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Dạ. Mà bài hát này là lúc trước là bố anh hát tặng mẹ anh. Thì mới tán đổ mẹ anh được. Thì dạ, anh học lại của bố anh thôi. Thì dạ, anh hy vọng là sẽ đưa em về nhà anh được. Người ta thường nói lấy chồng không mong ước nhiều, chỉ mong được em tha thiết vỗ về lưng niu. Nhưng nếu có người con gái nhìn anh say đắm và không hề nghĩ tình yêu đến vì tiền, ngày mai hậu phương có em, ngày mai hậu phương có anh sẽ lên vợ chồng. Anh xin hết ạ. Em thì hiện tại em cảm xúc là rối bời luôn anh. Rối bời. Lúc lên lúc xuống. Mong rằng nó lên nó đừng xuống. Rồi, thôi quay mặt để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha. Nào, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Úi giời, 2 cạch cạch rồi. Không, thời với gian gì. 2 tính cạch cạch. Chúng ta đã bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau. Dầu 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 thơm thơm đi. À, em xuống thầy. Dầu là phải thơm. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hè dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen
đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyo San sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy Ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyo San phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đấy, chào bà. Đấy, chào mẹ, dạ. Rồi chào các chị. Chào bác của em, chào mấy chị. Dạ. Rối rồi.